Vâng, cơ sở giống gỗ nông nghiệp em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay để đáp ứng nhu cầu của các bác trồng cây ăn trái thì đây là những cái dụng cụ khoanh cây. Thì em xin chi tiết về 12 cái mẫu khoanh cây để các bác nhà mình lựa chọn được cái video này. Và cũng rất mong là khi xem được cái video, các bác hãy nhớ từng số của cái dụng cụ mà các bác đang cần. Tất cả những cái dụng cụ này thì đều cho các bác nhà mình khoanh cam, khoanh bưởi, khoanh hoa hồng, khoanh những cây để giúp cho nó ra nhiều quả. Đấy, đầu tiên là cái em sẽ chi tiết về cái bộ số nhá. Đây như các bác nhìn, đây cũng là cái khoanh cam này. Thì cái khoanh cam nó cũng tương ứng với cái mẫu số trên này. Đấy, đầu tiên là cái mẫu số 1 này. Cái số 1 là khoanh đợt này nó chỉ có khoanh răng này thôi các bác nhá. Bộ khoanh răng. Bộ khoanh răng thì em sẽ có 3 kích thước. Cái kích thước nhỏ nhất là các bác khoanh đường kính tầm độ 5 cm. Thì cái khoanh này em đang gửi từ các bác giá sẽ là 60.000 đồng một chiếc. Cái khoanh số 1. Đấy, số 1 đây. Và khoanh số 2. Khoanh số 2 cũng là khoanh răng thì giá của nó là 80.000 đồng một chiếc. Và khoanh số 3 thì giá của nó sẽ là 100.000 một chiếc. Bộ khoanh răng. Thì cái khoanh răng to nhất để khi các bác mở to ra đường kính của nó sẽ được tầm 15 cm. Đấy, các bác khoanh bưởi bằng cái khoanh này nhé. Cái này là khoanh răng cưa. Khoanh này là khoanh khoanh mất một đường vỏ luôn đấy các bác ạ. Khoanh răng cưa. Còn nếu như khoanh mịn nó thay như là cái dao. Ngày trước các bác chưa có dụng cụ, các bác làm bằng dao. Khoanh mịn thì em sẽ có từ khoanh hoa hồng. Đây ví dụ như cái khoanh này. Cái khoanh này thì em đang gửi từ các bác là 50.000 đồng một cái. Cái khoanh hoa hồng nhá. Khoanh với mức độ rất là nhỏ đấy các bác này. Đấy. Và cái khoanh này là cái khoanh cam. Khoanh cam, khoanh đường kính tầm 5 cm. Cái khoanh này của nó là 60.000 đồng một chiếc. Và cái khoanh mịn to nhất là cái mẫu khoanh này. Đây các bác nhé, số 6. Cái này là 100.000 một cái. Các bác nhớ số nhá. Đây em để tương ứng từng số một để cho các bác nhà mình dễ lựa chọn đấy. Đấy, đây là một bộ 6 cây. Và tiếp tới cái bộ khoanh thép, khoanh ép và khoanh tùy chỉnh. Đấy, xin đính chính lại một chút về cái mẫu khoanh này. Mẫu khoanh này là có 2 chiếc như đây, quên chưa đánh số nhá. Cái này là số 8. Cái này là số 8 này. Em để riêng. Số 8 thì nó sẽ có một cái khoanh ốc và một cái khoanh có nghĩa là một cái tùy chỉnh và một cái cố định. Đấy, cái này quên không đánh số rồi. Cái này là cái cố định nhá các bác nhá. Còn cái này là cái tùy chỉnh này. Tùy chỉnh ốc. Đấy, cái này 50.000 một cái. Các bác nhớ bảo cái này 50.000, cái này là 60.000. Còn cái khoanh cam S này, khoanh cam S này là 50.000 một cái các bác nhá. Số 7. Đấy, và số 9 này thì nó đang là 100.000. Và tới mẫu số 10 này thì nó đang là cái mẫu này 60.000 một con các bác nhá. Khoanh cam. Đấy. Và những cái dụng cụ đây thì cũng là tương xứng với những cái mẫu số ở trên kia. Thì bên đại lý em Thảo rất chi là nhiều. Với những cái dụng cụ làm vườn này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi các bác mà xem video đang quan tâm tới bất kỳ một cái dụng cụ nào, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình đây. Để mỗi một video em đăng tải các bác sẽ nhận được thông báo để xem và để lựa chọn những cái dụng cụ về đồ khoanh cây. Đó, tiếp tới là cái mẫu khoanh số 12 là mẫu khoanh bánh xe. Cái này thì các bác khoanh có thể đường kính thoải mái luôn nhé. Bởi vì nó chạy vòng tròn. Đấy, cái này nó đang là 150.000 một cái. Khoanh bánh xe. Còn cái khoanh khoanh này là cái khoanh cạo vỏ này. Cái khoanh cam. Cái này giá của nó 50.000 một cái. Và dụng cụ này thì em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Và tiếp tới là tới một cái bộ cao cấp nhất của ngày hôm nay. Đây là một cái kéo khoanh. Một kéo thì sẽ có 5 lưỡi. 1, 2, 3, 4 và một lưỡi lắp trực tiếp đây nữa là 5. Đấy, 5 lưỡi. Cái kéo khoanh này thì nó sẽ có nằm trong một bộ vỉ. Đây, như em để một đống kia. Cái này thì em đã giới thiệu một lần thôi và được các bác quan tâm rất nhiều. Đây các bác này. Cái bộ này thì giá của nó đang là 250.000 trên một bộ. Cái bộ khoanh 5 lưỡi này. Đấy, và đi theo nó sẽ có một cái để các bác mình vặn ra thay lưỡi đấy. Thì nó sẽ là cái đi theo ở trong một bộ phận này. Những cái dụng cụ này thì bên cơ sở em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Từ cái bộ khoanh 250.000 này thì em Thảo miễn phí ship. Còn những cái dụng cụ nhỏ này thì em Thảo, các bác ví dụ cứ mua một món đồ, ví dụ cái khoanh 100.000 và mua thêm cái gì nữa thì em sẽ miễn phí ship nhé. Còn mua cái độ mấy chục nghìn này em không bao ship được. Video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về cái bộ dụng cụ khoanh cây của bên cơ sở đại lý dụng cụ nông nghiệp em Thảo. Khi các bác mà đã tìm tới cái video này thì cũng tương xứng là các bác đã tìm thấy một đại lý lớn nhất miền Bắc chuyên cung cấp về đồ nông nghiệp, đồ làm vườn. Em rất cảm ơn các bác luôn quan tâm và ủng hộ bên shop qua những cái đoạn clip ngắn như thế này.
Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.